chết tôi rồi Măng ơi. Là bà chủ sướng quá rồi, còn đòi gì nữa. Lo muốn chết đây nè. Ai biểu mày giận? Chứ nhà đâu còn ai. Mà cũng tại vì ghét anh Hoàng nên tao mới nhận liều đó. Xưởng đang ngon trớn rồi, cái vậy mà làm, có gì đâu. Hồi gian tía bệnh, xưởng sa sút lắm. Nè, là bà chủ mà vậy đó hả? Chứ làm sao? Bà chủ là phải sang trọng, đài cát, hột xoàn, váy đầm, đồ quét. Đồ quét là gì? Đồ quét á. À, đồ vét á hả? Đúng rồi, sắm thêm cái di động nữa. Lúc trước tía đâu có xài di động. Tại tía mày không muốn xài, mình phải ráng ngon lành, khách hàng họ mới nể, biết chưa? Ừ. Điện thoại nè tía. Tía nghe rõ không? Dạ.